Hello mọi người, cuối tuần rảnh rỗi để Huy dẫn các bạn đi high tea ở Sydney nhé. Hôm nay sinh nhật bạn Lina nên Huy và Steven dẫn bạn nó đi uống trà chiều. Mình cực kỳ thích chỗ này luôn nên nếu bạn nào có dịp ghé Sydney thì nên thử nha. Chỗ này tên là Gunners Barrack, mình có để địa chỉ ở trên màn hình nha các bạn. Hello friends. Hello. Hi. Steven. Hi. Where are we going today? We're going to somewhere today. We're going to eat. Trà chiều thì sẽ bao gồm một số loại bánh mặn, sandwich các nhỏ và bánh ngọt để ăn chung với trà hoặc cà phê nè. Nói chung là đồ ăn rất là ổn nha, vừa đẹp vừa ngon mà ăn xong thì là bốn đứa no cứng bụng luôn. Rhubarb cheesecake, mandarin and pistachio jaffa cake. This one? Yeah, and then hazelnut praline tarts. Then you've got Swiss cheese and tomato sandwiches, and then chicken and tuna. Oh, sorry, chicken and egg. And then you have croissants with jam and cream, caramelized onion and goat's cheese quiche. Potato rosti with beef tartare and spinach and gruyere cheese vegetables. Okay, thank you. Enjoy. An investment. Thank you so much. And, it was. And for my investment too, my PayPal yesterday. Me? Yeah. Oh, only, that's not too bad. Only 4 million. Really? I could have. Yeah, I looked at. View ở đây thì cực kỳ đỉnh nha, nằm sát biển mà còn ở trong khu bảo tồn nữa nên rất là thiên nhiên và siêu chill. Thích hợp cho bạn nào qua Sydney mà muốn tìm những góc máy sống ảo nè. Lina, be my best friend. So today Dave and my best friend Steven took us to high tea and we saw of nice properties. It's just alright, it's just alright, we can do. It's just like one of our collection. Okay. One of So I've seen a few that I really like, so I'll talk to my sister tonight. Maybe we're gonna nail them. Oh no, you don't need to talk to our sister, just come to our house, get the money, you know. Can we pay all in cash? Yeah, pay them double, then we'll get you straight away easy. Okay, that's why I've been buying my the 94 house bit like before. I'll just throw them maybe 10 mil. Just maybe in cash. Just in cash, yeah. Bye guys, enough bullshit.